Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì mình sẽ lại cập nhật để cho mọi người được biết một cái vụ việc khá là đau lòng mà nó vừa mới xảy ra ở tỉnh Vĩnh Phúc. Thì sau khi đi uống rượu về, bị vợ hỏi tiền để lấy tiền tiêu Tết thì lời qua tiếng lại, Bùi Văn N, chú ở Cao Phong của tỉnh Hòa Bình đã dùng gậy để đánh vợ mình là chị L tử vong. Thì vào khoảng 8 giờ sáng ngày 7 tháng 2 năm 2021 tại thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc của tỉnh Vĩnh Phúc đã xảy ra vụ án mạng đau lòng những ngày cận Tết khiến một người phụ nữ tử vong. Thì qua tìm hiểu được biết thì đối tượng Bùi Văn N, sinh năm 1980, trú ở Cao Phong của tỉnh Hòa Bình đã dùng gậy để oánh vào gáy của vợ mình là chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1996, trú ở thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc của tỉnh Vĩnh Phúc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Thì theo nhiều người dân chứng kiến vụ việc kể lại thì vào khoảng 8 giờ sáng ngày 7 tháng 2, hai vợ chồng chị Nguyễn Thị L sinh năm 1996 và Bùi Văn N sinh năm 1980 ngụ ở thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc của tỉnh Vĩnh Phúc đã xảy ra cãi vã. Nguyên nhân là do chị L đã nhiều lần hỏi chồng về chuyện lấy tiền để tiêu Tết. Thì trong lúc mà sẵn ở trong người có hơi men thì đối tượng N đã càng bực tức nên đã dùng gậy đánh vào gáy của chị L khiến nạn nhân tử vong, rồi sau đó thì đối tượng này đã bỏ trốn. Thì đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, bố đẻ của chị L về nhà để lấy đồ thì phát hiện con gái mình nằm bất động ở dưới bếp bên một vũng máu, thì ông vội trình báo với cơ quan chức năng. Thì theo chính quyền địa phương thì đối tượng Bùi Văn N đã đi làm thuê và ở rể ở nhà chị L nhiều năm nay. Còn người phụ nữ này thì hiện tại còn đang nuôi trong thời gian nuôi con nhỏ. Hiện tại thì cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Yên Lạc của tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt giữ được đối tượng và tiếp tục điều tra và làm rõ vụ án mạng này. Thì đây là vụ án rất là đau lòng mà mình muốn cập nhật để cho mọi người được biết. Còn thông tin gì mới thì mình sẽ lại cập nhật để cho mọi người được biết vào những video sau. Và video này mình xin được kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.